Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Duy Khải đây. Chúc tất cả mọi người một ngày mới học tập và làm việc vui vẻ nha mọi người. Hôm nay thì mình và các anh em đang tụ tập ngay chỗ cái thác suối này và tụi sẽ làm một số món ví dụ như gà nướng, cá nướng này nọ thôi anh em. Ok, anh em đi theo mình cho vui nha. Mình đi cùng với hai ông anh nữa. Hai ông anh đang ngồi bên phía bên kia. Hai ông đang mồi ong làm cá, ông đã đang làm gà. Ok, hiện tại phong cảnh bên này rất là đẹp. Đá sông suối rất đẹp luôn. Chuẩn bị đùi gà nướng nữa nha mọi người. Như nướng nguyên con gà luôn. Chắc cũng có ngon ngon kẹp gà gì đâu mà. Nắng nóng quá nè mà. Đang nghiên cứu coi xíu nữa nướng gà nè. Như mấy con cá. Tại tí nữa nướng có mấy con cá nữa anh em. Okay, ngoài cá ra thì có chuẩn bị thêm hai cái đùi gà nữa với con gà nha anh em. Con gà thì đang đợi bên kia đợi tí nữa luộc rồi làm lông thôi. Đây, tí nữa mình sẽ ướp cái này và nướng thôi. Rồi, ok, giờ cái đùi thì mình sẽ xắt ra. Mình ướp thôi, ướp cho nó thấm nha. Mọi người cắt ra là mới ướp nó mới thấm được nha. Cắt sơ sơ ra rồi mình ướp gia vị. Gia vị sẵn đỡ ớt xả tỏi bên này rồi, hành nữa. Con gà thì đang làm lòng bên kia. Nước mắm mình pha sẵn đường với bột ngọt rồi nha. Ok mọi người, đây là ông anh của mình nha mọi người. Đang làm lông gà nha. Làm xong thì anh em mình bắt đầu nướng thôi mọi người. Ăn cột gì nữa không cô? Đục chuyên nghiệp dữ anh. Đúng chuyên nghiệp anh bật ra phát bật hết ra luôn. Đúng mà. Chắc là phía trước chút xíu nữa anh. A few minutes later. Ok mọi người, bây giờ thì anh em mình bắt đầu nướng gà thôi mọi người ơi. Mình đang cầm hai cái đùi gà đây. Ok anh em, mình tha cho nó ít hành với tỏi vớ nha mọi người. Bây giờ xem qua con gà cái đầu phía bên kia mất không? Cầm nước rồi không? Ok anh em, có vẻ như cá cũng đã chín rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ ăn vài miếng cá nướng đã.
đùi gà chín rồi. Sợ vô rậu anh em ơi. Ôi, con này chưa, cái này chưa. Mới một cái chín thôi. Ok anh em, và bây giờ có vẻ như con gà nướng mọi này nó có vẻ như sắp chín rồi anh em. Ok anh em, cũng đã chín rồi, bây giờ anh em mình xử thôi anh em ơi. Nó hơi bị cháy một tí nhưng mà không sao. Anh em mình cạo ra cái đoạn cháy rồi anh em mình ăn thôi. Cái đoạn đó là xác khén lại bỏ lại cổ là được. Chứ cái đoạn này nó chưa chín rồi. Ok, bây giờ thì gà nướng cũng xong rồi, mời anh em nha. Anh em vô vui cho anh em ơi. Chấm muối thật đánh cấp luôn. Đó. Ok mọi người, và bây giờ anh em bọn mình sẽ tạm dừng clip tại đây, và anh em mình sẽ xử hết nhiều gà này thôi. Và anh em cảm thấy clip của mình hay và thú vị, nhớ cho mình một like, một sự ủng hộ video nha mọi người. Và đừng quên ấn nút vào đăng ký và ấn vào chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok mọi người, bye bye mọi người nhé.